Thì Dung xin chào tất cả mọi người. Chúc mọi người có một ngày mới gọi là tràn đầy hạnh phúc. Hôm nay thì Dung có cái bài chia sẻ tiếp theo về gọi là nhân tướng học. Thì nói bắt đầu nói về cái miệng á, cái miệng. Thì thường về cái tướng về tướng miệng á. Thì thầy nói rồi, hổng thân mũi thì nó miệng, thì miệng thì nó có nhiều miệng á. Thì bên nay thì nói rất là dễ hiểu á, thì tóm gọn lại cho tất cả chúng ta nhìn vào cái miệng biết người đó là người như thế nào ha, giàu sang phú quý bần tiện cái gì đó, nhìn cái miệng. Miệng thì nó có nhiều loại miệng ha. Đó. Miệng thì nó kết hợp giữa chiều rộng của miệng, và thứ hai nữa là môi trên, môi dưới, và đặc biệt trên cái miệng không thể thiếu đó là hàm răng, đôi răng. Răng thì nó có nhiều loại răng ha, nhưng mà thầy hôm nay thầy tổng hợp lại, thầy cũng không phân tích về loại răng gì ha, răng cọp ha, răng gì ha, răng khỉ ha, răng răng cá, đủ thứ loại răng ha, răng rất là nhiều. Rồi miệng thì cũng có nhiều miệng, trái tim, miệng trái đào, miệng tứ khẩu. Đó là đủ thứ miệng á. Nhầm người thì chúng ta thấy cái miệng mà người ta bị méo một bên, đương nhiên là nó cũng không tốt. Thì trong về nhân tướng học thì môn cái tử vi thì đã nó cũng thể hiện về cái tướng, thầy suy ra từ cái môn của tử vi về cái tướng miệng. Thì trong cái tử vi á thì nó có cái sao cự môn á, cái cự môn. Thì cái này thì thầy nói thôi, những ai mà khi dụ biết về tử vi á thì chúng ta đã hiểu á. Cự môn là cái miệng. Cự môn là cái miệng. Đó. Thì cái sao cự môn này nó đại diện cho là cái miệng. Thì những người mà cái cự môn mà người ta tốt thì nó đương nhiên cái miệng nó đẹp, người miệng đẹp là đương nhiên cái sao cự môn này nó chắc chắn nó sẽ miếu, nó có nhiều cát tinh thì nó đẹp đó. Chúng ta thấy mà những cái người mà miệng thì quá rộng, miệng nó bị méo, miệng mà gọi là răng trên răng dưới nó cũng không được đẹp, thì thường thường một cái miệng đẹp thì nó phải kết hợp với cái bộ răng. Có những người cái miệng thì cũng rất là đẹp, nhưng mà đôi lúc đó chúng ta khi chúng ta cười ra là cái hàm răng của chúng ta nó không đẹp. Thứ nhất là răng chúng ta không đều là nó không đẹp rồi. Thứ hai nó răng chúng ta gọi là không trắng nữa là cũng không đẹp rồi. Thứ ba nữa cái răng chúng ta là răng bự, răng cầu cỏ thô, như là bự nhỏ nó mọc lộn xộn. Thí dụ như có hai cái răng rất là to, hai răng cửa, thường thường chúng ta thấy hai cái răng cửa rất là bự rồi những cái răng kia thì nó nhỏ hơn, thì nó sắp xếp nó không thứ tự. Mà răng thì chúng ta thường thường đều, như gọi là ta nói như hạt bắp, nó là đạt tiêu chuẩn ha, tiêu chuẩn rất là đẹp. Thì răng chúng ta đều đã đẹp rồi, mà răng chúng ta mà không đều là nó không đẹp, không đẹp. Rồi thứ hai nó ngoài ra nó không đều mà nó mọc còn nó mọc rồi nó xịu xạo, đưa vào đưa ra lồi xỉ này nọ. Thì đương nhiên cái miệng là để gọi là ta nói là nạp súc, là nơi là chúng ta, nơi đây gọi là họa phúc thì nó cũng từ cái miệng, từ cái miệng của mình. Mà cái miệng nơi đây là chúng ta để ăn ăn ngon hay là ăn không được ngon thì nó cũng xuất phát từ cái miệng. Một cái người miệng đẹp chắc chắn là người ta dù hoàn cảnh, dù cái tướng người ta có bằng hàng hay là trên nó, những cái điểm thí dụ như mũi hay là mắt trán này nọ người ta không được gọi là tốt mà nó khiếm khuyết, nó không bổ trợ được, nhưng mà người ta cũng gọi là sao, no cơm ấm áo, no cơm ấm áo. Một cái người miệng đẹp thì ít ai mà nói chuyện nó hơi vô duyên đó, thầy nói như vậy đó. Và nói người ta cũng rất là thanh bai, nhất là cái môi trên môi dưới rồi hàm răng nữa đó. Thì đương nhiên về những cái người đó thì chúng ta biết chắc chắn là nó sẽ tốt đó. Cái chúng ta đừng có kết hợp mà giống cái miệng mà chúng ta thí dụ như mà cái hàm răng nữa ha, như cái hàm răng nó quan trọng lắm đó. Chúng ta cười thí dụ nhầm người cái hàm răng cũng rất là đẹp đó, nhưng chúng ta cười mà chúng ta đưa nố là cũng không được. Chúng ta cười mà chúng ta đưa cái gọi là hở lợi ở trên đó, nó đưa cái nố. Ví dụ nố thì nó có hai loại, ví dụ như màu đỏ nó còn đỡ, những người nó đen nó kỳ lắm, mà nó xấu mà thường thường đó, mà nó hô thì nhầm người hô người ta cũng không cười, thấy 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 thấy, thấy nố đó, thì nó không được. Nhầm người mớm quá thì nói thì nó không thấy cái hàm răng trên đó, nhầm người cái hàm răng dưới. Thì chúng ta nói thường thường về tướng mà chúng ta nói là nói chuyện mà không thấy răng đó là người nham hiểm, thì nó đúng như vậy. Những người mà nói chúng ta thấy không thấy răng, không thấy răng, cười nó nói cũng nào cũng là miếm, giống như gọi là bặm môi đó.
Thì ông bà ngày xưa chúng ta là rất là kỵ. À, cái người này sao? Thứ nhất là ích kỷ, thứ hai là bảo thủ, thứ ba nữa là sao? Hơi nham hiểm. À, là tánh không tốt. Bởi chúng ta về cái tướng ha, chúng ta đừng cũng nhâm mình nói chuyện mình đua răng nhiều quá thì nó cũng không tốt. Không tốt thì nó vừa thôi, chúng ta cười mà cái hàm răng thì cái môi của môi trên chúng ta vừa che được cái nố răng của người ta là cực kỳ là đẹp. Ha, bởi cái đẹp tự nhiên rất là khó. Còn nói gì ví dụ như là răng chúng ta, thí dụ thì nói bây giờ răng mà bây giờ nó có người ta là nhổ hết răng ha, hoặc ta mài ta trồng răng khác, ta niềng răng là cũng được, nhưng mà chúng ta cái được cái nố răng của chúng ta, xương nố răng của ta, cái khung hàm của ta vậy nó xấu thì chúng ta không thể nào sửa được. Thầy nói gì ha, chúng ta đã hô thì chúng ta cũng khó làm sao cho nó hết hồn, mà chúng ta mớm mà chúng ta làm sao cho nó không mớm nó cũng rất là khó. Nó giữa mô giờ cái hô và mớm, mà trong khi cái mớm mớm mà cũng vừa thôi ha, mớm mà đừng có trề ha, mớm mà môi chúng ta trề thì cũng không tốt. Giữa cái môi trề và môi bơm nó khác nhau ha, môi trề thầy lễ á, môi trề là cũng về tướng không tốt nữa. Thứ hai nữa thầy nói là vừa cái thường cái miệng mà nó không đẹp đó, thì nó cũng xuất phát từ những cái lời nói. Cái lời nói thì chắc chắn là nó cũng không đẹp đâu ha. Nó những người mà cái miệng mà thì nói anh nó nói chung là nó không đẹp, nó méo rồi, nó trên dưới nó cũng không cân bằng, nó không đều với nhau. Thì mấy người đó khi trong cái lời nói người ta không có được cái độ lượng, không có độ lượng, không độ lượng. Thì trong cái tử vi cũng được, cái sao cự môn thì thường đại diện cho miệng, mà cái miệng là sao? Thì dễ bị mang tai tiếng thị phi, mà dễ bị cò bót nữa. Câu người ta hay nói đó, cự môn mà thái tế một đòn á, đêm ngày mà chầu trực mà cửa quan mà mỏi mòn á, thì mấy người tối ngày thị phi chuyện này chuyện người ta đó hay xía vào đó, rồi đâm ra bắt đầu là sao có sự thư kiện đó, đó là khổ lắm, dễ bị cò bót lắm. Thì thường thường thì nói rồi ha, không còn những cái tướng dập cái miệng người ta biết rồi ha, cái miệng đó. Thầy thì cũng là chia sẻ như vậy về cái tướng miệng. Cái miệng không đẹp thì đương nhiên là cái thực lập của mình nó cũng sẽ kém. Thì chúng ta thấy những cái bậc mà quyền quý, những người mà chúng ta thấy không, những người chúng ta thấy thi hoa hậu hay những người nổi tiếng ca sĩ này nọ, khi cái hàm răng người ta cười ra là người ta tỏa sáng, người ta được cái đẹp là thu hút được cái nhìn, người đẹp cỡ nào đẹp nhưng mà hàm răng chúng ta cười ra mà xấu rồi thua rồi. Hôm nay chúng ta cười ra nó bị súng, cái răng chúng ta nó bị ố vàng là chúng ta cũng không được nữa. Ố vàng, ố vàng đây là cái gì? Ố vàng là khi tuổi mình còn trẻ mà cái răng mình nó cũng gọi là ố vàng. Chứ còn cái dụ cái tuổi già của mình, thí dụ thầy nói thẳng 40 50 tuổi là đổ lên bắt đầu răng mình dù là nó ba nó ngã vàng rồi, ngoại trừ là chúng ta phải là đi gọi là trồng răng này nào, răng sứ này nó mới trắng gọi là sáng thôi. Còn cái răng mình thí dụ như là nó hơi ngã màu vàng thôi chứ không phải là nó đen nha. Nó là vậy. Đó, nhưng mà răng người ta vẫn đẹp, nó vẫn vẫn đều, nó vẫn đều. Vẫn đều. Đó. Thì chia sẻ là như vậy ha, đó, về cái miệng lúc hổm thầy nói về cái lỗ mũi mà đã là lỗ mũi là thầy nói rồi, và thầy nay đó thầy nói như cái miệng đó. Thì thường thường cái miệng nó quan trọng lắm ha. Một cái người thầy nói xấu xấu nhưng mà tao cái miệng có duyên, người ta nói, ừ anh đó có cái miệng nó có duyên, tuy không đẹp nhưng mà có duyên trong cái lời ăn tiếng nói, có miệng nói người ta thích nó vậy thôi là cũng đủ rồi. Đó, còn những người mà đẹp từ trên tới dưới nhưng mà sao nói chuyện vô duyên cái rồi xong. Đó, người ta sợ nhất là vô duyên, người đẹp mà vô duyên. Người đàn ông cũng vậy, những người đàn ông còn cũng được nhưng mà vô duyên là thua ha. Bởi trong cái lời ăn tiếng nói mà cái miệng của mình nó rất là quan trọng. Bởi ta nói là lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Những người cái miệng nó không được đẹp thì người ta thích nói những cái chuyện xấu. Đó. Những người nói chuyện hơi hơi tục tiểu, hơi tục tiểu. Đó là vậy. Ha, nói chuyện gọi là chợ búa, ha, nói chuyện là chửi thề. Nói chung là nó không ha. Có những người có tối ngày để chửi không ha. Có những cái miệng miệng mọi người chửi không à, tối ngày chửi không, không có nói gì mà điềm khác đó là như vậy. Thì thầy chia sẻ hôm nay thì tất cả những người mà nổi tiếng của người ta là cái là có cái gì gọi nổi tiếng ha, chúng ta phải cái miệng chúng ta đẹp. Những người ca sĩ cũng vậy, ca sĩ chúng ta phải có hàm răng đẹp. Có những người mà ca sĩ hàm răng không đẹp thì chắc chắn là họ phải đi làm hết rồi, thầy nói là nhổ hết luôn, làm hàm răng giả rồi. Mà trong cái hàm răng giả là nó với hàm răng thiệt là nó khác nhau hoàn toàn. Bây giờ thì làm răng sứ thì rất nhiều ha, thấy cái hàm răng
những người ca sĩ nghệ sĩ thì nói rồi cũng vậy đó ha, đó. Cũng làm răng nó cỡ như bên gọi là Minh Hằng hay gì đó. Đăng Trường ngày xưa cũng vậy đó. Hai cái răng cửa nó cũng cái gì cũng được nhưng mà hàm răng nó không đẹp, hai cái răng cửa nó bị sao, nó không có khít lại với nhau, nó bị thưa, cái kẹt rửa giữa cái này nó bị thưa nha. Bởi người xưa người ta nói là răng thưa thì nói láo không ai ưa, bởi ta kỵ. Đó, cái câu người ta nói cũng như là cái chê cái hàm răng mình không đẹp đó. Chứ không phải nói người ta cái hàm răng thưa mà như vậy là không phải đó. Nó trong cái tử vi thì nó không có nói mà dùng mà răng thưa, nói láo là mấy người có sao điếu khách đó. Nói láo nói xạo là có sao điếu khách đó. Thì ta nói là như vậy thì thầy cũng trở lại ha đó. Thì những người mà nổi tiếng đó, thì phải có cách đào hồng hỷ ha. Đào hồng hỷ thì cái bộ này gọi là trong cái tử vi gọi là tam minh chiếu, đào hồng hỷ. Đào hoa là nói về cái gì, là một cái nét đẹp, đẹp tuyệt vời. Hôm qua thì chúng ta thấy đi ra ngoài đường thì chúng ta thấy lúc hãy hoa là đẹp và chúng ta giàu, bởi những người có đào hoa là đương nhiên là họ đẹp rồi. À đó, là đẹp rồi, đẹp rồi. Ở thứ hai nữa mà chúng ta thí dụ như đào hoa mà chúng ta kết hợp đào hoa, nó có những đào đào hồng hỷ thì nó đẹp, nhưng mà nó có bốn cá tính, bốn cá tính nó khác nhau. Thứ nhất cái đẹp có cái nét gọi là chua chát đanh đá thì nó vào cái cách gọi là sát phá liêm tham, thì cái cách này á, là nó hơi sắc phù. À cái đẹp này hơi sắc phù hơn. Có những chúng ta thấy người đẹp mà tại sao nó sắc phù là vậy đó. Rồi cái đẹp thứ hai á, là cái đẹp gọi là theo như mà theo truyền thống, theo mà cái nó gọi là đẹp theo cái là tử phủ vũ tướng. À, cái nét đẹp đó, thùy mị nết na. À, nhân hậu. À, được mọi người gọi là người ta sao tôn trọng quý mến. Cái nét đẹp gọi là ta nói giống như nét đẹp giống như ta nói là thí dân vậy ha, khuôn trăng đầy đặn mà nét ngài nở nang, nó gọi là nó có phúc hậu ha. Đó rồi thứ ba nữa thầy nói về cái nét đẹp, nét đẹp nó hơi gọi là quỷ mị, nó hơi yếu đuối, nó hơi lả lướt, thì chúng ta coi trong phim mà gọi là bộ phim mà gọi là Hồng Lâu Mộng đó ha. Nét đẹp của Bảo Ngọc ha. Lâm Đại Ngọc đâu qua tài nói Bảo Ngọc mà Lâm Đại Ngọc thì ai coi tác phẩm này thì đương nhiên là biết cái nét đẹp của Lâm Đại Ngọc ha. Nó buồn mà giống như nét đẹp của Thiết Kiều vậy đó. Thì cái nét đẹp này nó hơi là ủ rũ buồn bã, nó hiền từ. À, hiền từ đó là cái nét đẹp như vậy, nó nét đẹp như vậy. Còn cái nét đẹp thứ tư đó, thì nói đồng hỷ mà cái nét đẹp thứ tư là gì, nó là sát phá liêm tham tử phủ vũ tướng cơ nguyệt đồng lương ha. Còn nét đẹp thứ tư là cái nét đẹp gọi là nó vào cái trường phái gọi là sao nói gì, là nó hơi gọi là ta nói là nó hơi gọi là nó hơi xuồng xả đó, nó hơi thực tế mà nó hơi gọi là cái nét đẹp nó hơi là có nét gọi là đa dâm, gọi là đa dâm đó. Nó đa dâm. Cái nét đẹp này thì gọi là thuộc về vấn đề gọi là yêu quái đó, yêu quái đó. Những người mà gọi là mà theo mà gọi là trường phái gọi là có nét gọi là quyến rũ đàn ông đó. Đó cái người này thì giống như gọi là hồ ly ha. Nét đẹp hồ ly, nét đẹp hồ ly thì nó rất là ghê gớm ha. Cái nét đẹp này là nó đã đi quyến rũ. À, nó đi gọi là có những người mà tâm lý yếu thì nó sẽ dắt đi ha. Có những cô gái đó, thầy cũng chia sẻ những đôi mắt có những người đàn ông ha, gặp cô gái đó dòm cái đôi mắt biết qua một cái là hốt hồn đi liền. Có những người là vậy ha, tại vì bản chất của người đó, bản thân người đó, ngày sinh tháng đẻ người đó như vậy ha, là cái lực từ trường của họ là nó tỏa ra vậy ha. Nó tỏa ra cái đào hoa gọi cái nét hồ ly đó nó ghê lắm ha. Đó, thì đây thì tất cả là thầy đã cũng đã trải qua những cái thì làm cái nghề này thì đương nhiên thầy cũng trải qua những nét đẹp thầy đã test qua hết rồi đó, thầy đã xem tướng hết. À, chứ đừng có nghĩ nghĩ bậy nha, lẫn như thầy xem qua là cũng như là thầy coi về cái tướng người vậy ha. Thì đó những cái đôi mắt của họ rất là gọi là quyến rũ ha. Đàn ông mà ai mà có nét đẹp là bị người ta hốt hồn là đi liền, nó ghê là như vậy đó ha. Bởi chúng ta đừng có nói mà cái gì nó cũng có cái tổ của nó hết ha. Ghê lắm mà hại mỹ dân nó cũng rất là ghê gớm, chứ không phải là chúng ta nghĩ là một cái là đơn giản đâu, nó là như vậy. Đó, cái gì nó cũng có thổ.
cái tổ mà chúng ta nói tổ giống như là cờ bạc cũng có cái tổ, và ruộng chè nó cũng có cái tổ, và thứ hai nữa là gọi là gái gú nó cũng có một cái tổ, nó rất là ghê. Chúng ta cũng không thể nào mà khinh địch vấn đề này đó, thầy chia sẻ như vậy đó. Thì tóm lại những trong những cái nét đẹp ha, thì nét đẹp gọi là thầy nói là tử phụ vô tướng là cái nét đẹp gọi là ok nhất, nét đẹp gọi là đôn hậu, nét đẹp gọi là chân chính, là người đàn bà ta gọi là chính chuyên ha, chứ không phải đàn bà mà gọi là thường nói là hơi lang chạ dâm loạn, là nó khác nó, thì nó có nhiều cách vậy. Nhưng mà tóm lại thì trong cái nét đẹp nào thì đào hồng hỷ nó cũng vẫn là một cái bộ rất là đẹp, nên đừng có kỵ nha, đừng có ám. Có những nét đẹp mà bị ám là thua ha, bị ám nó thêm một quá kỵ vô một cái là người ta ghét. Có những nét đẹp mà sao người ta ghét là nó bị ám đó, thì trong cái tử vi gọi là bị tam ám đó, diêu đà kỵ đó, diêu đà kỵ nó ám. Tại trong cái người đó, trong cái lời nói mà ta nói đẹp nhưng mà hơi chảnh đó, đẹp mà gọi là sao lại ăn tiếng nói nó không được được tốt là vô duyên đó. Mà trong đó là có hai nét gọi là không đàng hoàng. Thiên diêu là cái gì? Thiên diêu là cái sao đó là sao 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 dâm á, gọi là sao dâm. Thì con người á, trong tất tử vi thì nó có năm cái sao dâm nha. Sao dâm là gọi là ngũ tinh mà liên châu mà nó hai ba năm cái sao mà nó kết hợp lại thì người đó là không thể nào là người đàng hoàng chân chính được hết. Chắc chắn là cái linh hồn của đắc kỷ là đã ngự vào ha. Thì thầy nói là cái gì? Sao đào hoa là một, thứ hai là tham lam, thứ ba là mục dục, thứ tư là hoa cái, thứ năm là thiên diêu. Năm cái đó vô vào người là rồi không có cái thuốc chữa ha. Năm anh đó vào là không thuốc chữa, là cái sao đó là sao gọi là dâm tinh đó. Nó đi tới đâu là cuốn tới đó, khi mà chết thì cũng gọi là chúa tể của gọi là hồ ly đắc kỷ, đó là vậy. Thì chúng ta thấy có những người là má mì ha, má mì thí dụ hồi tuổi trẻ thì đào hoa nhiều, đào nhiều kép rồi bắt đầu ra trường sớm, thì đấy thì chúng ta thấy không, mới có hai mươi mấy tuổi là làm tú bà, là làm giắt mối, thì có cái sao thiên khôi vô bắt đầu làm là cái chùa đầu óc tổ chức bắt đầu giắt mối là gái hạng sang. Thì ở đây thầy đối đứng gì góc cạnh về cái phần gọi là tử vi, thầy lý giải, thầy lý giải. Thì thầy cũng nói rồi trong video chúng ta nói về cái miệng với hàm răng vậy. Thầy nói đây cũng nói về cái xem tướng, thầy bích tại thinh minh tại thầy cũng nói rồi về cái trán được, nhưng mà thích minh tại thì tên trên cái miệng thì không được đẹp, hàm răng thì nói chung là cũng không được đẹp, miệng thì cũng không được đẹp. Thầy nói đây về tướng số chứ không phải thầy nói về cái đức hạnh ha. Đức hạnh ổng rất là ok rồi ha. Thì những cái người mà khi mà được cái miệng không được đẹp tướng vậy thì đương nhiên thì ổng thực hành cái hạnh đầu đà đứng số 1 rồi, ăn cái gì cũng được. Có những người không ăn được ha, ăn đồ ngon đồ không, có những người đồ dở là cái số của người ta. Còn số đi tu là cái tướng như vậy, có phải là đi tu có thành gì đó, tại vì từ cái miệng mình nó cũng không đẹp thì đương nhiên ăn ngày có một bữa, ai cho ăn cái gì ăn cái nấy đó. Ông cũng nói rồi, khi mình đâu có quyền chọn mình đi thực phật thì người ta cho mình cái gì thì mình ăn cái nấy, lúc khi mình không muốn ăn mình cũng ăn. Aura cũng là một cái số, là một cái định mệnh, đó là như vậy. Mà cái miệng của người ta như vậy thì người ta có làm sao, người ta không có miệng lưỡi đâu ha. Những cái người miệng đẹp thì đương nhiên thầy nói rồi ha, cái miệng đẹp thì người ta cũng có lời hay ý đẹp, trong cái vấn đề đó thì người ta nhã nhặn rồi, người ta vấn đề gọi là người ta sao cũng rất là mềm dẻo trong cái là ăn tiếng nói. Có những người cái miệng của người ta vậy thì có người sao nói vậy, người ta rất là chân thật, người ta không biết biến hóa, người ta không biết ngã theo chiều gió, có sao ta nghĩ vậy thì sao vậy. Còn có những người thì sao, cái miệng thì ta nói giống như là con dao vậy, miệng giống con dao, giống như mấy luật sư vậy ha, cải chánh thành tà, tà thành chánh, trắng thành đen, đen thành trắng. Cái lưỡi của người ta thì nói là rất là ghê, nó còn hơn là một là dao găm giết người. Những người đẹp nó có cái miệng lưỡi, cái miệng lưỡi người ta rất là ghê hả thầy, nói cái đẹp nó không ghê mà nhất là cái miệng lưỡi nó mới rất là ghê, đó là như vậy. Rồi thì trong hôm nay cũng có cái bài chia sẻ nói về cái tướng miệng ha, tướng miệng
Thì đương nhiên miệng của ai thì thường miệng trái tim, ngày xưa miệng trái tim, giờ qua miệng trái đào ha, trái đào, miệng tứ khẩu, miệng trái đào, miệng tứ khẩu là những cái miệng cũng rất là tốt, vì gọi là phú quý đó, phú quý, phú quý. Ngày xưa thì hay dùng miệng trái tim, còn bây giờ thì thấy là hay miệng, cái miệng 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 trái đào là thì bây giờ hình như là cũng cũng như là rất là thịnh hành đó, chứ ngày xưa là miệng trái tim. Hồi xưa thì chân mày dòng nguyệt, còn bây giờ thì nó cũng thay đổi về cái nét chân mày khác, nó theo thời đại. Ngày xưa thì theo thời phong kiến thì chân mày lá liễu, chân mày dòng nguyệt nó cong giống như nửa vành trăng vậy đó, nó là như vậy đó. Thì cái thời đại là con người khác đó, thì đương nhiên nó cũng phải thích hợp cái đôi chân mày theo thời đại đó, nó là như vậy. Cái làn môi cũng vậy đó, chứ chúng ta đừng có miệng thổi lửa. Miệng thổi lửa là rất là nguy hiểm. Ngày xưa diệt viên câu tiễn á, tuy rằng mạng mạng đế dương á, mạng đế dương nhưng mà có cái miệng thổi lửa là con người rất là nham hiểm. Chúng ta thổi lửa, chúng ta chu mỏ lên á, cho cái này đó, cho nó có cục ngọn lên không, rồi chúng là mà chúng ta thổi lửa, chúng ta thổi lửa thì chúng ta biết thổi phèo phèo là chúng ta biết cái miệng thổi lửa, nhưng mà tâm địa rất là độc ác á, thầy nói rồi á, diệt viên câu tưởng ngày xưa đó, ai chúng ta coi rồi mà gọi là phim gọi là Ngô Phù Sai, Tỳ Thi Phạm Lãi rồi đó, diệt viên câu tưởng nếm mật nằm gai đó, đó. Nếm mật nằm gai là những cái miệng gọi là rất là độc ác á. Khi được mà lấy được gọi là khôi phục được đất nước á, giành được gọi là thiên hạ thì đương nhiên là những công thần đều giết hết, giết hết. Giống như chúng ta thấy giống như gọi là Hán Lưu Bang, Cao Tổ Lưu Bang cũng vậy đó, là gì vậy? Họ rất là ác. Chứ chúng ta đừng có thấy hôn mạng đế dương một cái là tất cả đều tốt, hết là không có nha. Giống như chúng ta lên lịch sử của Trung Quốc, chúng ta chê gọi là Hạng Vũ là hữu dũng vô mưu, người chỉ biết này không phải. Nhưng mà xét về cái góc cạnh thì cái người tính ra là Hạng Vũ là một người ta nói là hơi thô lỗ một chút, nhưng mà nghĩa khí thì ngút trời á, nó là người quân tử. Thua thì ngày mai chơi, gọi là thua ngày mai đánh lại cho anh đi về đó, chứ không có dùng mà gọi là ta nói là binh bất yếm trá. Ngày xưa Hạng Vũ mà gọi là do cái tính khí mà quân tử quá mà nó như vậy đó, nó không thành việc lớn, việc lớn không có nhẫn nhịn mà không có gọi là chơi tiểu nhân đó. Hạng Vũ ngày xưa có thay gì tới đó thì vẫn còn sống giữ được, bảo tồn được mạng thắng, thì chúng ta có thể là một ngày đó thì phục quốc bình thường á, nhưng mà anh dũng hy sinh đó, vậy thôi. Tự giận cắt cổ ngay trong bờ sông Ưu Giang, vì nghĩa khí là của những cái người mà gọi là hứa với gọi là những cái người mà đồng quê hương chứ, nó là như vậy. Chúng ta gọi là thấy nó rất là tội ha, chứ chúng ta thấy sử sách không phải là vậy đâu. Thì thường là người quân tử, ta nói quân tử là quân tử ngu, quân tử ngu là quân tử dại, câu ta hay nói đúng là vậy. Mình quân tử quá thì thằng sẽ ngu thôi, bị tiểu nhân nó hãm hại thì sẽ chết rồi. Thì chung hôm nay cũng có cái bài nói tới đây thôi ha. Rồi tuần sau thầy nói về vấn đề mà gọi là cái vấn đề mà quân tử, người quân tử sống trong xã hội thì chúng ta được gì, mất gì và được gì đó, thì thầy nói phần sau nói về cái sầm thiên tướng ha, nói sau sau quân tử rồi. Thì chung xin chào.